Ladies and gentlemen, here is 4 tons of raw techno power. Đã bị lỗi. Lâu nay đây vô được vòng 2 rồi tiếp. Rồi đánh vé. Rồi giờ bỏ vô lồng đèn cho đánh vé lồng đèn nè, chấm điểm lồng đèn lẹ. Vô. Số hạn để xuống, đừng để lên mặt bên giám khảo, phụng mặt bên giám khảo. Để xuống. Hả? Nè. À rồi. Chết rồi, chơi gì biết không? Sau đây là ban giám khảo sẽ chấm điểm lồng đèn. Thứ nhất là giải đặc biệt dành cho cái lồng đèn này. Giải đây là một cái lồng đèn rất ư đặc biệt, là không cần làm đâu, chỉ cần lụm một cái lon xuống bò để cái đèn vô là đây cái lồng đèn. Lâu đây được giải đặc biệt rồi. Và lồng đèn này là được cái giải là con gì dầu, tại vì lồng đèn này mua được giải con gì dầu này. Đúng rồi. Giờ tới chấm điểm tiếp theo. Rồi sau đây là những lồng đèn lon chấm điểm. Đúng con vậy thì
Rồi đây là nhân vật mua giải, cho tặng cho một cái giải khiêu khích cho mua giải. Và ba cái lon này là ba cái lồng đèn xịn sò của bò nhất. Là thứ nhất là lon sốt Kekule, thứ hai là Pepsi, đây là Sabo. Có vẻ là lồng đèn này là được cái giải chuẩn nhất, lon đẹp nhất. Còn gấu, không muốn giải lồng đèn gì. Gấu là chế một cái lồng đèn rất là dữ dàng. Gấu là được cái lồng đèn bự nhất khu này. Gấu chấm điểm xong cái lồng đèn nó bỏ luôn. Lồng nó đèn xịn sò có bò chứ sao lại bỏ luôn rồi. Chip, muốn thử một bài rồi. Về lấy hai cái nắp son nữa, về lấy hai cái nắp son nữa. Sau đây là đòn đòn lông của Sới muốn bài gì đó. Một diễn viên không có răng. Rồi chụp hình rồi, chụp hình rồi. Ok chụp hình rồi. Đang lại nói nè. Nếu các bạn thấy video này hay đừng quên để lại một like, một share rồi mới đó nhấn ký độ ủng hộ kênh của tụi mình. Kênh gì? Follow me. Ok. Hello, chào tạm biệt các mọi người nha. Để lại một like với kênh nha. Ủng hộ kênh Follow Me. Ngày trung thu cho tụi nhỏ. Bye bye. Đinh ơi bye bye. Đinh bye bye. Bye bye. Nến ở đâu có đấy? Nến, nến, nến một con được người ta phát cho. Nến, nến trung thu, nến trung thu bà. Thế cái chén của em mới. Nào rớt cái nào lên.